Dạ rồi, xin mến chào toàn thể quý cô chú bác anh chị gần xa thế mà vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây cảnh trên cả nước ạ. Dạ rồi, hôm nay thì kênh có nhà bà ngoại em lên quay để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một lô mai ghép giống cúc thọ hương ha, cây lớn phong cao tàn đều cho cô chú anh chị mình mua về cho Tết năm 2024 luôn cô chú anh chị mình. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nằm ủng hộ cho vùng của bà ngoại nha. Không làm mất thời gian nữa ha, em mời mình vào gặp luôn bà ngoại để bà ngoại chào giới thiệu về giao lưu nha. Rồi ngoại chào bà con nhung con ngoại ơi. Thì hôm nay cũng xin chào cô chú và quý anh chị em mình ở gần xa. Thì hôm nay nhà vườn cũng có lên một clip mai vàng bánh tre và cũng có rét nhiều giống mai mới trong này, nhiều giống lắm nha cô chú và quý anh chị mình. Nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thương nhà vườn ủng hộ giùm rất là mang ơn rất nhiều nha. Dạ rồi, mình vô cây đầu tiên ngày hôm nay luôn ha. Rồi mã số 1M làm cây cúc thọ hương ghép 2 năm già mùa cho cô chú anh chị mình luôn ha cô chú anh chị. 1M nha. Cái này có đế luôn cô chú anh chị mình. Đế siêu VIP luôn. Dạ rồi, ngoài đó không sớm con ngoại. Cái này hoành được 15. Rồi, hoành 15. Cái chậu ghép này cô chú anh chị mình thấy nè, cái chậu ghép nó bự hơn. Chiều cao là được 73. Bự bằng tay tỏi luôn ha. Chiều ngang là được 78. Rồi. Tán ngang được 78. Rồi. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị em mình ở gần xa mà xem qua thì cũng nhờ thương nhà vườn mà ủng hộ cho cây này là 700 thôi. Thì cũng có giảm giá rồi nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi mình đổi cây nha. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 2M của chú anh chị là một cây thọ hương. Cũng ghép phong mai tàn luôn cô chú anh chị ha. Chậu ghép to già mùa. Rồi thông số một con luôn mẹ ơi. Cây này quanh 12 mấy mà tính 12. Rồi. Chiều cao là được 79. Rồi. Tán ngang là được 70. Rồi. Thì cây này cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thương ủng hộ cho cây này là 700 thôi, là một cây xứng đáng nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 3M nha cô chú anh chị mình. 3M cũng là thọ hương ha, ghép phong mai tàn phong cao cây lớn và mùa tàn đều đẹp cho cô chú anh chị mình luôn nha. Mấy cây này về mình nói chung là Tết này mình chơi Tết là ngon lành luôn nha. Cái chục ghép là to lắm cô chú anh chị ơi. To bằng tay tỏ, bự hơn tay tỏ lắm luôn á. Tàn khá là đều luôn á cô chú anh chị mình. Rồi thông số luôn bà chủ ơi, qua bà ngoại. Cây này hoành được 15. Rồi. Chiều cao là được 100. Rồi. Tán ngang là được 79. Rồi. Thì cây này cành nhánh cũng xum xê hơn cô chú và quý anh chị mình. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương nhà vườn mà ủng hộ cho cái này là 700 thôi. Bán cái giá dễ mua lắm nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 4M. Cũng là thọ hương ghép phong mai tàn già mùa ha cô chú anh chị. Mấy cái này chọc ghép nói chung là cũng phải dữ dằn luôn cả nhà. Bự hơn tay tỏ nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn ngoài. Rồi ngoài đó thông số một con. Cái này hoành 15 mấy tính 15. Rồi. Chiều cao là 75. Tán ngang là 72. Rồi. Thì cái này cành cũng xum xê cũng đẹp lắm nha cô chú và quý anh chị mình. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cây này là 600 thôi. Coi như là cây nào cũng có giảm giá rồi nha cô chú và quý anh chị mình. Dạ rồi, mình đổi cây nha ngoại. Rồi tiếp theo cây mã số 5M nha cô chú anh chị mình. 5M là một cây cúc thọ hương ghép phong mai tàn nữa ha. Chột ghép khá là to luôn nè cô chú anh chị. Rồi, ngoài đó không sớm con ngoại. Cây này hoành được 13. Rồi. Chiều cao là được 87. Tán ngang thì được 67. Rồi.
Thì cái này cành từ trên xuống dưới coi cũng đẹp hả cô chú và quý anh chị mình. O được cái cây dày cũng rất là mừng. Rồi. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương nhà vườn mà ủng hộ cho cây này là 650 thôi. Coi như cây nào cũng có giảm giá hết cô chú và quý anh chị mình. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 6M là một cây thọ hương ghép phong mai cao phong tàn ha. Chọc ghép to đẹp luôn cô chú anh chị mình. Đây. Rồi thông số luôn mà. Nhạc nhỏ không sao. Ngược đầu rồi, đầu màu đỏ kia không ai. Đúng rồi. Đó. Cái này hoành được 13. Chiều cao là được 88. Tán ngang là được 60. Rồi. Thì cây này cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà ủng hộ cho nhà vườn cây này là 650 thôi. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 7M nha cô chú anh chị. 7M cũng là một cây cúc thọ hương với phong mai cao phong tàn nữa cô chú anh chị ha. Nè, chột ghép khá là to nha cô chú anh chị. Cây này ghép trên hai mùa hết cô chú anh chị mình nha. Tàn khá là đều đẹp luôn cô chú anh chị. Đó. Em đảm bảo với cô chú anh chị mình luôn, chỉ thời điểm này ở nhà vườn này trên kênh Mai Vàng Bến Tre, cô chú anh chị mới mua được với giá này thôi. Chứ nếu như mà cô chú anh chị mình mà đợi Tết á, cô chú anh chị mình sẽ không mua được với giá này đâu ha. Giá nó sẽ cao hơn nha cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn không ạ? Cái này hoành được 12,5. Rồi. Chiều cao là được 91. Rồi. Tán ngang là được 65. Rồi. Thì cây này cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thương nhà vườn ủng hộ cho cây này là 700 thôi. Rồi đổi cây. Cây xâm xê lắm mà cô chú và anh chị mình. Rồi tiếp theo cây mã số 8M. 8M cũng là một cây thọ hương ghép phong mai cao phong mai tàn ha. Cái chọc ghép khá là to nè cô chú anh chị. Bự tàn bằng tay tỏ hết nha cô chú anh chị ha. Rồi thông số luôn nha ngoại ơi. Cây này tàn khá là đều á, ấm tàn nha. Cây này hoành được 14. Rồi. Chiều cao là được 89. Tán ngang là được 71. Rồi. Thì cây này cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình ủng hộ cho cây này là 800. Rồi, 800 ngàn hả mày? Rồi, cái này là 800 cây xum xê ngon lắm nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 9M. Rồi 9M là một cây thọ hương cũng ghép phong cao phong tàn ha cô chú anh chị. Nè, ghép già mùa chột ghép khá là to. Nói thật mấy cây này cô chú anh chị mình nếu mà thật sự là mà thời điểm mà cuối năm và đầu năm, cô chú anh chị mình mua những cây mà ghép như thế này mà tàn ghép được 2 năm tuổi như thế này tàn đều như thế này giá cũng phải ngoài 1,2, 1,3, 1,5 triệu. Nên mà bây giờ giá rất là mềm là nó đã giảm gần nửa giá rồi cô chú anh chị ha. Đó, nửa giá, gần nửa giá nên là cô chú anh chị mình mua thì mình tranh thủ mình mua giờ đi. Đừng có để lâu quá, đừng có để cận Tết mình mua giá nó cao hơn nha cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn ngoại ơi. Cái này hoành được 13. Rồi. Chiều cao là được 87. Rồi. Tán ngang là được 73. Rồi. Thì cái cây này cái tàn cũng rất là đẹp nha cô chú và quý anh chị mình. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương nhà vườn ủng hộ cho cái này là 700 thôi. Cái giá nó rất là mềm dễ mua nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi. Đổi cây luôn ha. Thì lý do mà bán giá mềm như thế này cô chú anh chị mình cũng ấy là tại vì giống như là bà ngoại mua phôi rồi về tự làm nên là giá cây á nó sẽ mềm hơn là những người mua bán lại nha cô chú anh chị. Đó. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 10M là một cây giảo tự xoắn nha cô chú anh chị. Cũng ghép phong cao ha, ghép cũng già mùa cô chú anh chị, ghép hơn 2 năm hết cô chú anh chị ha. Xoắn rất là nhạt luôn cô chú anh chị nè, cục cục luôn cô chú anh chị ha. Nè. Rồi, thông số luôn mọi người. Rồi. Cây này hoành được 13. Rồi. Chiều cao được 60. Rồi, tán ngang. Tán ngang là được 47. Rồi. Thì cái sắn này nó rất là đẹp nha cô chú và quý anh chị mình. Nhưng cái giá cũng dễ mua. Cây này là nhờ thương mà ủng hộ cho cây này là 700 thôi. Rồi. Cái cây quá ngon luôn.
Cây này cuối clip luôn ha ngoại ha. Thì cái này cũng là cây cuối clip. Rồi, ngoại chào hết luôn con ngoại. Thì cây cuối clip cũng xin chúc cho cô chú và quý anh chị em mình ở gần xa được dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý mà ngăn phát tài nha cô chú và quý anh chị mình. Thì sau đó cũng chúc cho gia đình được dồi dào sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc nha cô chú và quý anh chị mình. Dạ rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như bà ngoại cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho bà ngoại trong suốt thời gian qua. Rất mong ta lần này quay trở lại bà ngoại giao lưu thì cô chú anh chị mình cũng yêu thương và ủng hộ cho bà ngoại nhiều hơn nha. Em cũng xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo nha.